Nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây gang vàng lá nhỏ form thiên nhiên. Cây này là gang lá tròn nhà mình nha, nó có dòng lá mùi mát. Cây form thiên nhiên dẫn quá nhà mình nha. Cây quá khỏe rồi. Cây này có mã số 541, có số đo hoành gốc là 24. Hoành gốc ngay chỗ đó nhà mình nha là 24. Chiều cao là 45. Cây đang nằm chậu lọt lòng là 21. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 800k bao ship luôn chậu nha. Chậu này chậu men nhà mình. Đây. Cây form mini nhỏ mà có vỏ nha mình nha. Cây này nhà vườn đang vô dây. Vô dây làm form thiên nhiên. Vô dây nước một nha mình. Khô lũi nha mình nha. Đây, con này khô lũi nha. Đây, mạch bên đây vẫn còn sống nha. Đây khô lũi nè. Đây, nhỏ mà có vỏ nha mình. Đây, lũi nha mình nha. Cái chân rễ xuống luôn nè. Cây rễ quá nha. Nhỏ một cái vỏ nha mình. Rồi mã số 541, 800k bao ship luôn chậu. Găng vàng lá tròn nha. Form thiên nhiên. Cây quá khỏe. Bao sống nhà mình yên tâm. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.